Bạn có biết, nước súc miệng Lersot được chiết xuất hoàn toàn từ các tinh dầu thiên nhiên, an toàn tuyệt đối cho người dùng, thân thiện với môi trường. Lersot giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây hôi miệng, len lỏi qua các kẽ răng, cuốn trôi các mảng bám mà đánh răng thông thường bỏ sót. Chỉ với 2 lần sử dụng nước súc miệng Lersot mỗi ngày sẽ mang lại cho bạn răng miệng khỏe mạnh. Với tinh dầu quế xanh độc đáo và tinh dầu bạc hà tươi mát, đem lại một hơi thở thơm tho, giúp bạn tự tin giao tiếp cả ngày. Nước súc miệng Lersot, tự tin tạo sự khác biệt, hoàn toàn từ tinh dầu thiên nhiên.